của PLC bao gồm kết nối bên trong và kết nối bên ngoài. Việc ghép nối giữa đơ le và đầu nối bên trong PLC được gọi là kết nối bên trong. Còn kết nối giữa các thiết bị ngoài với đầu nối của PLC được gọi là kết nối bên ngoài. Thiết bị đầu vào sẽ hoạt động khi được kết nối giữa nối cổng vào và cổng COM. Khi thiết bị đầu vào phát ra một tín hiệu, le đầu vào sẽ nhận tín hiệu này và truyền tín hiệu đến PLC. Thiết bị đầu ra sẽ hoạt động khi được kết nối đầu nối cổng ra và cổng com. Lưu ý rằng bạn cần phải chuẩn bị một bộ nguồn bên ngoài dùng để điều khiển thiết bị đầu ra. Bằng cách này, các thiết bị DC hoặc AC có thể được điều khiển. Mỗi đầu nối được đánh số thiết bị như X0 I0, thiết bị bên trong cũng được đánh số, ví dụ như M0 là đứa lê phụ trong PLC, T0 là bộ hẹn giờ và C0 là bộ đếm. Các thiết bị có thể được đánh số theo thập phân, bát phân hoặc thập lục phân. Hệ thống đánh số phụ thuộc vào PLC. Nào, dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu các kiến thức cơ bản về hệ thống số trong PLC hệ thập phân bao gồm 10 chữ số từ 0 đến 9 và sẽ tạo ra một bước chuyển sau mỗi 10 điểm. Sau 0 đến 9 là 1 0. Hệ bát phân tạo ra một bước chuyển cứ sau mỗi 8 điểm. Sau 0 đến 7 là 1 0. Hệ thập lục phân tạo ra một bước chuyển cứ sau mỗi 16 điểm. Sau 0 đến 9 là A, B, C, D, E và F là một không. Có thể hơi khó, nhưng các bạn hãy cố gắng hết sức để nắm vững những kiến thức nền tảng này nhé.